toan ha, qua này qua nhà dạ nghe họa tiết là cái này cũng không hẳn là bi nữa, mình không biết gọi là họa tiết bi sao nữa nha. Đó, quay cận cảnh cho các bạn xem hết chiếc vải rất là dài dạng. Và von này chống ngang ha, von này cũng ít ngang nha. Con này là mình đang mặc là size XL ha, size XL nha. Size XL mình 54kg mặc thì dư nhiều ha. Size XL dành cho mấy bạn từ 6-70kg mặc lên form thì nó sẽ đẹp hơn ha. Và phía sau của nó cái này các bạn có thể phối với lại chiếc áo sát nách ở trong, hoặc là phối với áo có tay cũng được đó. Còn không mình mặc không cũng được, hàng về có tận 3 size XL, 2X và 3X thì giá thì tùy yêu luôn, chỉ có 165.000 ha. Hàng đúng chuẩn Quảng Châu luôn nha. Cái dây nó rất là đẹp đó. Cái dây của nó là cái này giống như chiếc da lộn vậy, rất là đẹp. Hàng này hàng nhập Quảng Châu nha, không phải là hàng Việt Nam lên ha. Form dáng chiếc vải nó sẽ khác nha. Ở đây mình có thể mix thêm một cái áo thun trắng ở trong ha. Áo thun trắng là size 4X, form dành cho mấy bạn mà cỡ 70-75kg đổ lại là mặt vườn ha. Áo thun trắng đây là 180 và cái áo hai dây bên ngoài 165 ha. Các bạn nào mà ngại hỏi thì các bạn có thể phối như vậy nha. Do mình là 54kg mình mặc rộng cho nên nó không căng được cái bộ đồ lên, nhìn nó không có được đẹp bằng mấy bạn 60-70kg ha. Mấy bạn 60-70kg mặc cái set đồ này lên là đảm bảo cực đẹp luôn.